Một quần sẵn. Trời ơi trời, bả luôn. Bà chủ với mấy thằng quay. Nhưng làm trời ơi, chị chất làm gì vậy? Đó, chất đó mọi người. Hello chất. Đi về có mang quà cho con không? Có. Đâu? Này ăn giùm đi. Thôi con ăn rồi. Chưa có mày quà. Lắm đi. Dư xe, dư ăn quá trời, đồ ăn. Mệt nghỉ. Còn dạ. Đi về còn xỉu luôn. Dạ không. Nó đâu được đi. Chất. Ra ngoài ăn được mấy con cua? Đưa cái áo. Đưa cái áo ở quầy á. 8 con cua, dĩa xà lông. Một dĩa ốc hương. Ôi ngon dữ rồi trời. Nghe kể thèm luôn. Nhiều lắm. Nhưng mà không có mang quà gì cho ai á. Mang chi má. Ngày qua là con muốn mất tỉa rồi nè. Đầu giờ ăn tô này ngon rồi đó. Nãy mày ra quán thấy còn nó đông không? Trời ơi, giờ này chưa bao buôn bán gì nữa mà đông. Giờ này mới 4 giờ mấy. Mày chưa thấy tụi nó dọn hả? Chưa. Trời gì. Thì mày giờ nó dọn ra từ từ. Có 4 giờ cho lên nó mới bán mà. Tao có nói mệt quá không biết nữa, nghỉ bán. Nghỉ bán mệt quá rồi. Mà đâu ra ngoài chơi quá mệt phải không? Nó dắt cặp vô nó có bầu nhiều. Cái nỗi mà cần ngủ dưới đỉ về nhau cũng dắt ra đi làm gái. Bốn thằng. Bốn thằng dắt làm gái mà xe đò gần ở cái nhà phòng mướn của tao đó. Khóa cửa cứng ngắt, tao nào dắt trai vô tao chém ăn cúng cúng nha, đi xa cõi quần tao nha. Tao cõi quần cùng cái trai hết. Tao cỡ quần thiệt á, tao cỡ đâu rồi, tao không tin tao quay mạng mà thấy à. Được chưa? Tao cỡ quần ra nè. Cho tụi bay quay. Cô quấn nó trời ơi trời, người ta chụp quán. Trời ơi, cô lại bà mặc quần vô. Tiểu dắt vô đây anh chị. Mấy thằng? Chồng, cho mấy thằng? Đông lắm, nguyên tử đội nó vô phòng tao. Trời ơi. Cô đang ngủ chùm mền, lôi cái mền ra. Ra nè mà mày tin ca lôi ra đắp luôn á. Cô nó quỷ cỡ đó đó. Trời ơi. Nhậu 15 cùng bia, nụ có 5 giờ sáng về gõ cửa, có khóa cửa ra ra cổ nhà. Núp bên ra cái chỗ xe đầu hầm. Nó thế nào cũng vô quậy tao nè, tao biết mấy chó này mà. Vậy, vậy vậy uống bia, vậy có chè, có cua, nó dụ coi cua với gì biết cầm một mày đó. Bây giờ không có chích nhà, nấu cháo gì á, đứa ăn con chén đủ hết, cơm chiên thì bảo. Làm cơm chiên hào ngon. Đủ ăn cái khương, có chả giò lên. Chả giò lên, có gà gì đó gừng. Có mắm vuốt, xài đâu không biết. Đi chợ La Ghi, Gu gì đó. Là... có chén chẹn bị đó kỳ á, giờ kiến chỗ ỉa không ỉa tại chè à. Bà sợ quá kỳ má, trong đây là má chỗ chè con mới bán được cốt thấy đầu ông bà đủ là dám vô ăn. Bắt đầu dắt ra vô con quân dắt vô tiệm vàng, cử cưỡng tiệm đó bán vàng giả vậy, bán cái sợi dây này 25 ngàn á, con đeo đẹp cái gì cái nó hơi má vàng gì vàng bán 25, má đọc cái bản tôi vàng kỳ tôi đâu có quay bán vàng si. Trời ơi, tao đi ra, tao nói chỗ đẻ mày dắt tao vô hội nó chửi kìa. Chưa bán mở hàng, công phương. Rồi bắt đầu để kể đi cử đầm. Tao lủi vô cái đầm dài quá, có chân sao mặt dựa cỡ bằng má này. Ra sách được cái đầm đẹp lắm cái mặt. Da mũ lửa, con quay là được 500, còn đưa tới kia. Bà chủ kia 200. Bà này nói bầu là chị cũng Lâm á. Rồi quay vòng vòng á, con ngồi cái lên. Tiếc tài xế hộ câu tiền. Thôi bả già cả, coi mặt cả, cỡ cả da đái quá trời. Mà coi như vậy đó. Để kể nghe, mặc cái đầm thì vớt cái áo, mặc cái áo vớt cái quần. Ta nói cái cả nó lăn tùm lum hết á. Bà con cất con. Ta nói con mày muốn cả gì mà có mặt kỳ vậy. Mặt xuống là nó vớt, mặt xuống là nó vớt. Đó, mặt cái cả xuống là vớt, mặt cái cả xuống là vớt. Có con nào ở đẹp trai cỡ bằng gà gì đó ở đợi trong đó, cái hỏi tao vậy em có thiếu nợ nhiều không, dắt em trốn trên đây luôn. Tao ngồi tao cười, chắc lên trên đây bán thanh long hả? Bán thanh long ngày lợi nhiêu vậy đó? Tao nói trời ơi, này sách về chắc lồi mẫn hồng luôn á. Thôi anh dẫn với anh sách về thành phố đi, để em biếu cho tay em trả tiền cho anh về xe. Anh suy nghĩ sao mà anh kêu dắt hết cái thanh long này về quê. Quê cũ đâu mà có về ông nội.
ta nói đi kẹt xe để kể nghe. Ông tài xế nói trời ơi gì mà đá với hiểu hoài vậy, trên xe không ai có mình bà. Em có mặt tợ, giờ tài xế quay mặt vô đi, em mặc cái yếm, cái có nói nghe mặc cái quần có cái áo, mặc cái áo đụng cái vú lên được. Thì bà dở cái phản này à, cái tập đó bà hay xấu vậy là bà phải lên đi mua cái khăn giặt tắm bự á, bà đi đâu là bà che. Nó lấy lên nhà hết rồi mà. Bà nghe vụ tắm biển với nó vô phòng tao, để kể nghe nguyên tiểu đội vô phòng tao lúc 10 giờ. Tao cổ quần chạy hết trơn, nó có quay cái trận. Tao chạy xúc quần hết trơn mấy thằng. Trời ơi, bà liệu đó, trời ơi, hết chuyện chọc bản chi, bà tụt quần, bà chạy ra kìa. Mấy... mấy anh tài xế, mấy anh lượt, quá cửa xưng ra. Đây là cửa trường. Nó nhìn xương thôi, có việc ngàn chó. Gãi đặt con để kể nghe, rồi vỗ phòng tao. Mày biết cây cây chữ trà với cây trà cầu. Cây trà cầu, cây này là cây đánh văn bằng sao. Là cây trà cầu. Cây đánh văn bà văn giả mà đánh cái cây bự vậy. Thì mấy anh bay vô, mày cũng quay nhau vô. Lấy chai chụp cầm coi chụp á, tụi bay có coi xã hội đen không? Chụp cái này vô mắt á, ôm lắm á. Mấy bà nói trời của bà mới vui, đi vô kiếm bà nữa. Bà đi đâu rồi, cái xuống biển nó tắm. Nó hút cát nó để trên mình tao. Rồi lấy mô cô thằng nào nó chở tao đi ngựa đu vậy đó. Tao mới ngồi bánh xe làm xích đu, nó quay đu tao đu rồi. Tao la quá trời mày hỏi coi, quay xích đu. Nó đi kiếm bà có nhiều trời trời. Bắt đầu nhảy muốn lựa. Tao với con quân cha 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 Mali lấy chồng chà già. Phương ơi buông em ra, em đừng có bầu với bê đê. Nguyên đảm cùi lên, eo có đóng với mày điển đổ cát. Chỉ vòng vòng 500 ngàn hàng chó, tao đủ cho cháu ngoại ta. Còn vô kìa, vô cây hỷ sưởng bò mày mới cười. Bây giờ mà không có quần ngá mà thấy kẹo với bánh. Trời ơi tiểu đường mà vô gặp kẹo bánh không vậy. Cái nhỏ đó mồm cầu. Chụp hình hả? Hai cây kem. Chụp liền. Mở hàng trước, hai cây kem nó bu lại một đống. Tao nói 100, với 50 nha, mấy cây chụp ăn hai cây kem xong rồi. Nhỏ kia năn nỉ em ở đồ kem chụp một tấm đi cho chị hai cây kem giống bên kia. Thôi kem này ngán rồi, ăn kem trong tủ lạnh á. Kem có sikura đó. Trời ơi, tử đường mà chị ăn lội độc không vậy? Thằng cha đó đứng, thằng cha trong quầy á, đứng. Cái bắt đầu đi qua lựa nem với cái gì á. Cô thấy nó đổ vô cái chảo, cái bánh lắc qua lắc lại. Cái cô mua hộp trước rồi, và chị nhỏ có bầu mua, à gì đó. Cái gì, con cậu chị cho ngoại rồi. Tao ngủ sao mày giật mà tao hoài vậy cô nhau. Ê vậy cô thì quay đi đừng tội đâu con quay. Thì nhìn ở dưới hả? Cái bắt đầu nha. Nó lùa một bầy vô phòng tao lúc 12 giờ, một quần cô cáo chạy hết trơn. Nó tao không dám, mà tao dám cho cậu bay ấy. Còn quay ra quỷ lắm, còn quỷ lại cho biết. Cái nói nè, ví dụ ra nhảy làm vậy làm con tí, coi trốn tiếp nữa. Quay tiếp nữa, coi leo lên cây, ngó coi nhà ai có cây trài. Nhưng mà nó nuôi coi. Nó kể mà dù chết xăng, ta đi kiếm cầu coi trốn. Con đỉ mẹ chốn xăng. Bên kia nguyên chuồng cho. Con mà nhỏ nhỏ vậy nè bà Sơn. Trời ơi, túi gì mà nuôi chó vậy ba. À, cà la cà nói nghe cà lũi vô cà lét cà khóa cửa cứ ngắt gặp không cà lét á của tập thể ở á nói trời ơi còn gặp mày biết xà bông gì không xà bông giữa chén mấy má lấy giữa cầu với cấm mình nhìn sao nó lụm chai nó chế xà bông giữa chén á mà tao mới ngó đâu phải xà bông mà cấm mỗi ngày có biết không mày quỷ lắm nha cà gài mềm tiếp vô cấp xà bông lia của cao đi giặt. Giặt khăn mà coi nó lấy khăn tắm nó giặt xuống nhà sàn á. Có trốn gì. Có mập vậy mà có lũi xuống giường đủ có má nín hở gần chết. Trời ơi con đỉ cái nhung nó mắc dài. Nó quậy trời không cẩn thận. Thấy bốn mặn ngay hồ cá. Cực nhiên quắc hai đứa ta vô. Ta hỏi giá nhiều. Anh đi nhiều. Trời ơi 20 cả chết đi bà. 10 ngàn không biết nắm cái vú được chưa. 20 trả có 20 à. Tôi chở vô con ngủ tiếp. Cái ông máy lạnh đó. Một tuần nay rồi. Cô lắng.
cà lắng lên coi nghe trả giá với người nhụn anh chi chịch anh ra vụ chú biết đâu. Tôi nói anh ra vườn chuối đi, anh ủi đại đi anh. Trời ơi, tôi dắt con với người nhông. Thằng Lâm nó sợ, thằng Lâm nó trốn. Lâm nó đừng chỉ phòng cao nha. Ra chợ La Ghi kìa, bà chưa thấy con Mão trái cây dưới đầu, con bỏ trốn. Sáng chưa, lên cáp mới vui kìa má. Tao đi một đoạn đường. Tại giờ mô là nó hồi chảy mà lên cáp được đâu chắc là dưới tại quần. Cái mấy bà bỏ tao, các tao đi về. Về nhà trọ, tao hỏi chú, con lụm cái số này nè, cái phòng của ai nè. Chú biết chỗ nào ghi đề không? Nè, nói nghe. Cái con Phương nó vậy nè, tao biết chỗ 113 mà ra ngoài đi. Nhậu có 5 giờ sáng mà nhậu 3 chập vậy đó. Mày chịu nổi không? Sao cất nổi, tao chui vô coi phim. Lũi vô con phim, tao biết thế nào nó đi cực cầu nó quậy. Tao trốn ra tài xế chứ. Mấy tài xế nó khóa cửa cân ngắt. Hai xe luôn. Xe 88 nè, chỉ 496 đâu. Chiều nay nhớ cho tao trúng nha, hộ độ cao nha, chủ nha. 496 nha, tao nói vậy đó. Trời ơi, có hai đứa già. Trời ơi, sáng cho ăn cháo hồ. Đứa lấy mì ly, khui mì ly ăn quá trời luôn. Nước suối mà nó dọc. Gặp ở trong cái khách sạn đó nó có nước nóng á. Từ chai nước suối ra nó tắm. Ta nói đủ quá ha, ta đi còn quay quỷ. Mày coi dấu clip của nó gấp bỏ con giác mà con đi. Cái ta nói mày ngỏ còn có bao cao su. Bà chức bà biết cái đó, tao không có biết. Cái ta nói cái này là bao cao su của má. Còn cái quần đó nó, mày biết cái quần clip mà kiểu nó còn cái cọng dây dở dài cua ghẹ với ốc là của bà đó. Tao chờ lâu quá tao quên, tao vô tao ngủ đứng cửa cứng gắt. Nó chiếu phim cho tao coi mà tao coi chết bỏ trong điện thoại. Mày chiếu lên TV nóng vô mày coi tất không. Tao nói trời ơi TV nhà con cũng vậy nè. Hỏi tụi nó con cũng coi vậy đó. Mày sao kỳ quá vậy. Trời ơi tao nói mì gói nó ăn xả giác luôn. Mày coi ăn phí bánh tráng mà mua lần cả bịch cũng tây nình. Đem heo ăn. Ăn phí quá. Còn tao không có ăn. Nó ăn xong nó dục trong thùng á. Tao mới lấy nước suối bỏ còn lạnh hết. Tao khôn lắm tao để chinh chỉnh cứng ngắt hết. Cứng quá nó mở nước ra. Trời ơi chị chất toàn là cứng ngắt vậy. Ai mà biết. Tao chỉ uống nước này của tao. Tao giấu ở dưới nệm rồi. Nó thấy tao dở nệm ra. Tao cũng giấu tiền. Hiểu không. Lấy lên nó uống. Tao nói đuổi của tao. Tụi bay không lấy con lạnh. Ai bỏ cứng ngắt hết rồi. Vậy lấy tắm đi mấy má. Giờ ta nói nghe, tao đời nào biết xài điện, xài đồ đâu. Tắm sao nó nấu nước nóng á, nó chắc cái khủng lên. Trong đây đâu có xô, cái suối ra ngoài cấp cái xô của mấy người làm á. Đem vô tắm. Trời ơi, nó quậy ghê, phòng nào cũng vậy. Thằng Phương đó hả, nó quần ngủ mà có nổi tỉnh ngủ gì vậy. Nguyên đám lấy, alo, alo, phải phòng con Phương không? Alo, dạ có chương trình mới. Đâu thấy đi phòng Phương là kế phòng ta rồi. Bà chết cô ơi. Cô ngủ với ai? Cô ngủ với Lâm với Độn lại ngủ với tao chó. Để kể nghe. Vừa nghe kêu alo phòng bà chết 120 là một quần sẵn. Trời ơi chạy. Bà luôn. Bà chủ với mấy thằng quầy. Nhưng Lâm trời ơi chị chất làm gì vậy? Lô Phương múa cái hiệp ăn lắm ăn còn nó chạy không kịp đĩ mẹ mày ca đăng ỉ ca đăng ỉ tụi bay quỷ á mà đi chưa. Trời ơi muốn cái miệp tội trụng chạy hết cả mày lấy nệm lấy ga cà cù quá trời.